Ok, hello mọi người ha, chào mừng mọi người đã đến với lại DAF. Thì mình là Long và hôm nay chúng ta lại đến với cái tựa game My Master World ha. Thì thiệt ra là Long đang đã quay được cái ngày đầu tiên chơi cái tựa game này rồi. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà mình edit hồi lúc sáng ha, thì nó máy của mình nó có vấn đề ấy. Thế nên là cái tất cả cái video mà Long quay ở cái ngày thứ nhất á, nó bị clear hết rồi. Và hiện tại thì ở đây đang là cái ngày thứ hai mọi người ha. Đây, như mọi người đã thấy ha, cái ngày thứ nhất Long đã đăng nhập rồi nè. Và cái hoạt động ở đây cũng vậy, Long chỉ mới đăng nhập cái ngày thứ hai thôi. Ok, thì bây giờ cũng gọi là lỗi rồi, thì chúng ta cũng không có cái gì để mà phải lo lắng nghĩ nhiều nữa hết. Bây giờ mình bỏ qua thôi, không biết sao giờ. Bây giờ thì Long sẽ tổng hợp lại cái ngày thứ nhất là Long đã làm những gì ha. Rồi ok, thì trước mắt ha, Long sẽ nói với mọi người về cái cơ chế kiếm tiền và cái gọi là cái cách để mà mình kiếm tiền tại các tựa game này ha. Cách để mà mình có thể kiếm được tiền ở tựa game này ở cái thời điểm hiện tại á, vào ngày 16 tháng 12 ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận được các phần thưởng, những cái token của game tại cái ải từ chương 2 trở đi ha. Rồi đó, thì mọi người cứ đạt đủ cái điểm thì mình sẽ được cái lượng token nhất định ha. Rồi thì cứ mình đủ điểm thôi thì mình sẽ được cái token nhất định của cái rương này, và ải ưu tú cũng vậy. Tại vì ải ưu tú thì Long chưa qua chương 2 cho nên là nó cũng chưa có thưởng. Ok, vậy thì chúng ta sẽ coi xem là cái đồng này hiện tại giá của nó đang là bao nhiêu ha. Rồi, hiện tại thì giá của đồng MAT đang là 1,19 đô, không có quá nhiều, rất là rẻ luôn. Rồi ok, vậy thì điều kiện để mà mình có thể nhận được cái phần thưởng trong chinh phạt là gì? Thì mọi người sẽ cần hai thứ ha. À không, mình chỉ cần một trong hai thứ thôi. Một á, là mọi người sẽ cần đạt được VIP 4 ở đây. Đây ha. Hoặc là mọi người có một con NFT đây, một con tướng màu vàng như thế này nè. Thì ok ha. Thì làm sao để mà có được NFT ha? Long sẽ lên market đây. Ok rồi. À đúng rồi, quên nữa. Thì với cái quan điểm cá nhân của Long á, thì giai đoạn đầu á, chúng ta nên ưu tiên mua NFT hơn, bởi vì sắp tới khoảng tầm vài ngày nữa thôi thì bên My Master World họ đã cập nhật cho mình một cái phiên bản, một cái big update mới có thể kiếm được tiền mỗi ngày luôn, và không cần phải đua top đấu trường, không cần phải đua top boss luôn, không cần phải tranh giành gì cả, tiền ai nấy kiếm. Đó, thì điều kiện là mình sẽ cần một NFT để có thể tham gia cái chương trình đó. Và tối ưu nhất á, thì chúng ta nên có 3 con NFT ha, có nghĩa là mình sẽ có 3 con tướng màu vàng như thế này nè. Rồi ok, vậy thì chúng ta lựa NFT như thế nào? Ở trên chợ hiện tại thì chúng ta đang có Hoa Đà, Quang Vũ, mấy cái con tướng như thế này. Ok mọi người ha, thì mọi người có thể lựa tùy ý mọi người. Và trên kênh của Long DAF nè, chúng ta cũng đã có một cái video nói về NFT rồi, mọi người có thể xem lại cái video đó và lựa chọn cho mình những con NFT mà phù hợp với cái lối chơi và cái tư duy của chúng ta. Thì đương nhiên rồi mọi người, sẽ có rất là nhiều con tướng nó hot, nhưng mà đây là một cái tựa game chiến thuật cho nên á, là có thể là nó đúng với người này nhưng nó không đúng với người kia. Mỗi người sẽ có một cái chiến thuật riêng, đúng không? Thì mọi người có thể xem xét qua cái video mà cách lựa NFT của Long á, để coi những cái chỉ số nào là quan trọng, và mình từ đó mình sẽ suy ra, mình chọn những con NFT phù hợp với mình ha. Rồi đó, thì ok đó, thì mọi người chỉ cần lên web của My Master World thôi, thì nó sẽ tự connect vô cái chỗ mua cái market này ha. Ok. Và rồi thì Long hôm qua thì Long đã mua cho mình một con hạ hầu đô và nạp cho mình cái VIP 1. Mình lấy cái quà nạp đầu mùi ha. Thì ở cái quà nạp đầu á, Long nhờ cái quà nạp đầu mà Long đã có được cho mình full cái bộ đồ tím này. Nó giúp cho con hạ hầu đô của Long có một cái nguồn sức mạnh, nó có thể gánh team được cái giai đoạn đầu rất là tốt. Rồi cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là khi mà mọi người nạp đầu á, mọi người sẽ được con triệu vân này nè. Thì đương nhiên là Long không có xài, Long không có sử dụng cái con triệu vân này mùi ha. Long để đó, bởi vì khi nào Long cần Long sẽ đem tách nó đi. Con này thì Long không có nhu cầu dùng nó lắm. Ok. Và rồi sau khi mà Long hôm qua thì cái lúc đó Long nạp hình như là giá của MAT chỉ có 1.1 thôi chứ không phải là 1.2 đâu.
Và lúc đó thì Long đã tốn cho mình đầu tiên là một Long đã deposit vô trong cái ví này 133 đồng MAT, và Long sử dụng 115 đồng để mua con hạ hầu đôn này, à, mua tại market 10 ha, hạ hầu đôn này nó khá là vừa ý với Long cho nên là Long đã chọn nó. Rồi với lại Long nạp thêm 16,8 MAT cho cái nạp lần đầu nữa, là cái gói đầu tiên này là 10 ha, hôm qua nạp 18 hôm nay còn 16 rồi, đau chưa. Ok, rồi đó thì tổng cộng chi phí của Long trong cái ngày hôm qua là tầm 150 u 10 ha. Rồi, mình tính đơn giản thôi là hôm qua chúng ta có 133 đồng đi. Ok thôi mình hiện tại thì trong ví của Long nó còn có nhiêu ta, nó chỉ còn có khoảng 0, mấy đồng thôi, thì mình tính 133 luôn đi rồi mình nhân với cái số tiền hiện tại ha, để xem là cái số tiền mà mình đã đầu tư vô cái con acc đó là bao nhiêu tiền. 1.2 đi, nhân cho 133 bằng, thì mình cũng tốn khoảng 160 u cho một cái tựa game như có thể kiếm tiền như thế này. Thì với cái góc độ cá nhân của Long á, Long thấy với cái số tiền đó để mà đầu tư vào cái game mà mình có thể vừa chơi vừa kiếm tiền, và thật sự cái game này nó có cái tính chất giải trí cũng khá là cao nữa, Long nghĩ một cái số tiền quá nhỏ để mọi người có thể gọi là bắt đầu kiếm tiền với cái tựa game này. Tại vì Long đã tham gia rất là nhiều game khác rồi, những cái tựa game đó không có game nào mà đầu tư mà dưới 500 u hết mọi người ạ, và thậm chí là có nhiều game tới cả K lận mà nó vẫn không thể nào gọi là có cái nguồn lợi nhuận mà nó gọi là Long cảm thấy nó hài lòng nha. Như cái tựa game này đi, ví dụ như mọi người bỏ một NFT ra và một cái VIP một như Long nè, đó có nghĩa là 150 tới 200 u đi ha, thì tùy con mọi người tùy tùy với mọi người chọn những con NFT như thế nào, nó sẽ có cái mức giá khác nhau và nó chỉ số của tụi nó như thế nào nữa. Ok, thì khoảng 2 đến 3 tuần là chúng ta có thể về bờ được rồi, có nghĩa là cái tỷ lệ lợi nhuận của nó đó, thì 2 đến 3 tuần là mọi người có thể qua được tới chương 3 rồi và ăn được cả cái chương 2 này, là cái chương 2 của tên anh nè, ưu tú á, thì mình sẽ về bờ được rồi 10 ha. Ok, thì kết thúc cái phần về cách kiếm tiền và đầu tư bao nhiêu, với lại cái tỷ lệ lợi nhuận của mình là khoảng 2 đến 3 tuần mình có thể về bờ được rồi. À, ngoài ra thì sắp tới có cái cơ chế mới thì Long cũng chưa có nhiều thông tin về cái cơ chế đó lắm lắm, Long chỉ biết là mình có thể kiếm được tiền từ cơ chế đó bằng cách là có một NFT thì mỗi ngày mình sẽ được 30 điểm, 2 NFT thì 60 điểm và 3 NFT thì mình có thể được 90 điểm. Thì những cái điểm đó mình có thể kiếm được bằng cách là vượt qua các cái ải khi mà cái update đó xuất update đó được cập nhật ấy. Đó, thì mọi người đạt 160 điểm và 320, 540 gì đó, các cái mốc đó thì mình sẽ được thưởng cái đồng MAT trong đó. Và đương nhiên rồi, khi mà mình có 3 NFT á, thì mình có thể vô được những cái ải bonus nữa, từ cái chương từ cái ải 11, 12, thì những cái ải đó là những cái ải mà khi mà mình có đủ 3 NFT á, mình sẽ được nếu như mà mình full điểm á, ở chính cái dòng đầu á, thì mình sẽ được vô những cái dòng sau, thì những cái dòng sau đó mọi người có thể có cái tỷ lệ ngẫu nhiên rớt ra thêm những cái token của game nữa. À còn nếu không á, nếu như mà mình chỉ có 2 con thôi á, thì mình sẽ không được vô cái ải bonus đó. À, ok, thì nếu như thật sự mọi người mà có cái nguồn vốn nhất định, một cái nguồn vốn mà nó vừa gọi là bỏ khoảng tầm 500 thôi là chúng ta đã có được 3 NFT rồi, thì để tham gia vô cái cơ chế mới đó, mọi người có thể tự tính cho mình cái tỷ suất lợi nhuận của mình khi nào về bờ được luôn. À, và mình có nên đầu tư hay không thì đó sẽ vẫn là quyết định đó mọi người ha. Và ở đây thì Long chỉ làm một cái series, ở cái series này là dành cho người mới và những người họ không có quá nhiều vốn trong cái việc cày cái tựa game này đó, và cần cù bù siêng năng ấy, và sẽ là những cái chiếc cơ bản để mà mọi người có thể tiếp cận với lại game và đi lâu dài được với cái tựa game này ha. Đó, chứ còn Rít Long thì buy NFT hết rồi. Ok, à rồi kết thúc cái phần lợi nhuận đi ha, chúng ta sẽ đến với cái phần game. Thì game cái ngày đầu tiên Long đã làm, hay là Long đã chạy hết cái đống nhiệm vụ ở chương 1, chương 2 được một số cái thôi chứ cũng chưa hết nữa, cái này quýt không nổi mọi người ha. Đó, rồi sau đó thì Long có giới thiệu với mọi người là chúng ta cần phải để ý cái cửa hàng này. À, cái cửa hàng này ha, thì cái cửa hàng này mình khi bấm vô mình để ý những gì. Đầu tiên á, mỗi ngày mọi người cần phải chi giúp Long là 3 lần mua thể lực này ha. Chúng ta sẽ tốn 150 vàng cho cái việc mua 3 lần thể lực này. Ok, là một cái. Chúng ta sẽ tốn thêm 10 vàng mua cái đồng này nữa, là hai cái, là tổng cộng 160 vàng ha. Tại sao phải mua cái đồng đó? Bởi vì chúng ta có một cái nhiệm vụ ở đây.
phải mua và được 500 kinh nghiệm lận, không thể bỏ qua được. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải mua một cây sâm ở đây. Ok ha, có vẻ như là cái chi phí hàng ngày của chúng ta sẽ nằm đâu đó từ 185 đồng cho tới 200 vàng. Rồi ok. Sau khi mua cái này xong ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tới cái phần thứ hai, đó là cái phần quân nhu. Ôi, ở cái phần quân nhu này thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ để ý coi là những cái vật phẩm này nè, những cái mảnh này nè là mình thường dùng để mà nâng cái phần lính phía dưới của những cái con tướng của mình ha mọi người ha. Đó. Những cái phần ở dưới đây nè, mình khá là bị thiếu cái mảnh này ở cái giai đoạn đầu, vì mình là người mới mà mình không có nhiều tài nguyên, mình không có cái thời gian ban đầu nhiều để mà cày cái mảnh này, cho nên là chúng ta cần phải tích lũy ở trong đó. Thứ ba, về đấu trường. Ở đấu trường này á, mình sẽ nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta giai đoạn đầu á, việc mà có cái điểm danh vọng này nè, uy tín này nè, rất là hiếm luôn. Bởi vì sao nó hiếm? Thứ nhất á, là mình khá là yếu, mình không có khả năng gọi là quýnh những cái người chơi trong đây, trong cái top đấu trường này. Họ toàn là 50 mấy ngàn, hoặc là nếu như mọi người mà không có NFT nữa thì thật sự là không thể nào mà dễ dụ được luôn ấy. À, và cái việc mà để mà mọi người có thể thắng được một cái trận mà cái người hơn hạng mình á, thì mình sẽ được khoảng 20 điểm uy tín, và cái người phía dưới hạng mình á, thì mình sẽ được 10 cái điểm uy tín này, uy danh này ha. Sao kỳ ở trong kia để uy tín, ngoài đây để uy danh, chạy chơi nhau à. Ok ha. Đó, vậy thì cái điểm đó mình để làm gì? Mình chỉ tập trung vô ba món thôi ha. Thứ nhất là gắm, thứ gắm này nè, có hai món thôi chứ, gắm. Và thứ hai là mình tập trung vô cái thương trận lệnh này. Cái này á, nó sẽ giúp cho mọi người tăng cái số lượng nhân vật ra trận. À, ok ha. Thì cái số lượng nhân vật ra trận mình có thể tăng là 10 con, thì ở đây sẽ là khoảng tầm 1.000 thì phải. Ở đây là 2.000 nè, 3.000 nè, 3.000 nè, cũng phải tầm 10.000 điểm danh vọng để mọi người có thể đạt được 10 mốc ha. Và cái level 65 nữa. Ok, rồi. Và sau khi mà mình đạt được những cái mốc này rồi á, thì mình sẽ để tiền mình mua gắm, chứ mình không có mua mấy cái mảnh phía sau này mùi ha. Nó sẽ không có tối ưu cái gì hết á, mấy cái mảnh này rất là xàm luôn, kiểu không có giá trị lắm. Rồi ok, tiếp theo với cái, đến với cái phần chảm tướng. Ở cái phần chảm tướng này thì chắc là Long sẽ đăng tiếp một cái video sau, tại vì hôm qua mình cũng đã đăng một cái video đi cái này rồi, tuy nhiên là nó bị mất rồi mọi người ha, khá là đau. Ok, rồi còn một điều nữa của cái ngày đầu tiên ha, đó là chúng ta cố gắng dùng vàng một cách cẩn thận mọi người nha. Mọi người thấy ở đây Long đang có 6.000 vàng không, thì hôm qua Long nạp cái móc này á, Long được nhân 2 là được 2.000 mấy nè, với lại Long đi chinh phạt nữa, Long được thêm một mớ nữa. Ngoài cái cách mà dùng vàng của Long mô tả lúc nãy, chúng ta sẽ cần phải chi tới 100 mấy cho tới 200 đồng, 200 vàng mỗi ngày. Thì một cái đề xuất cho những người mà không nạp NFT và không nạp VIP, thì mọi người nên dùng vàng để quay tủ quán 10 lần cái ngày đầu tiên ha. Còn những ai mà đã có NFT rồi và đã nạp VIP rồi thì sẽ không nên quay cái này ha. Chúng ta sẽ bỏ qua cái chỗ chơi may rủi này đi, chúng ta sẽ để vàng lại để làm gì. Chúng ta có hai thứ để phải quan tâm. Thứ nhất là trong game này sẽ có những hôm có cái sự kiện tiêu vàng, à, và cái sự kiện tiêu vàng đó mọi người sẽ cần phải tiêu từ 5.000 cho tới 10.000 để đạt được cái mốc thưởng của người ta. Thứ hai thì vàng đó mình dùng để tiêu để làm gì ha. Mình sẽ dùng cái vàng đó của mình để mình mua cái cục đá này nè. Đó, cục đá này nó giúp mình cái gì? Cục đá này nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cấp được con NFT của mình lên một cái tầm cao mới ha, nó rất là mạnh. Thì cố gắng một con NFT á, làm như thế nào thì làm, mình sẽ cố gắng mình nâng nó lên 3 sao nếu như mình có điều kiện mùi ha. Và bởi vì khi nó lên 3 sao thì nó sẽ xuất hiện được thêm cái kỹ năng thứ hai nữa, nó sẽ rất là tốt cho cái vấn đề chơi của chúng ta. Ok, vậy thì tổng quan cái ngày đầu tiên cũng chỉ có như vậy thôi. Video sau thì Long sẽ lên một cái video đánh cái chiến dịch này và nói về những con tướng. Và video kế nữa thì Long sẽ tiếp tục là cái series ngày thứ hai ha. Thì bởi vì cái ngày thứ nhất của mình bị lỗi, cho nên là mình vẫn lấy cái con ạc này để mà mình gọi là review lại với mọi người thôi. Chứ mình hôm qua mình video hôm qua mình đã xong hết rồi mọi người. Cuối cùng thì máy mình nó bị lỗi, không phải cài lại win và nó mất hết video luôn. Khá là buồn.
Ok, rồi hẹn mọi người vào clip sau ha. Chúng ta sẽ là clip sau của chúng ta sẽ là đánh chiến dịch ở cái giai đoạn đầu như thế nào.